Xin chào anh nhé. Tiếp theo clip ngày hôm nay thì cửa hàng đang tiếc những dòng đẩy mãi, một trong những dòng đẩy thương hiệu đến từ Mỹ ấy nhé. CF với mã IT18S. Thì cái dòng CF này nó có mã như là TA hoặc là mã IT với nhé. Mã này thì linh kiện của nó thì đẹp hơn, mới hơn. Đây là của CF này. Đấy, CF. Dòng này thì nó sử dụng là mạch Class H, và cái đời Class H ngày xưa ấy, thì hàng bãi ấy, thì nó rất là đầy đặn nhé. Con này nó sử dụng là 16 giò sắt và 16 giò than, tổng 32 giò, hai tầng vỉ mới nhé, nguồn lên nguồn đồng mới nhé. Còn tụ lòng nguồn nó sử dụng 2468 tụ. Tụ này thì nó nằm ở phía dưới này và hàn chân kép cực kỳ là chắc chắn mới nhé. Thì trong clip này thì cửa hàng đang test một chiếc cụ đẩy này cho mấy khách hàng ở quán gỏi Hải Dương mới nhé. Thì trong đầu năm này thì bác nào nhận hàng thì em gửi xe tận nơi thì các bác nhận hàng nó rất là tiện. Đấy. Một anh khách hàng anh ấy trước anh ấy cũng lấy loa bên cửa hàng rồi. Đấy, thì ngày hôm nay thì cửa hàng tiếp tục gửi. Trước là bác ấy dùng âm ly, nhưng mà âm ly thì thực sự bác là dùng nhiều khi là về cái công suất của nó này không đạt được cái công suất, cho nên là nhiều khi hát karaoke thì nó sẽ hơi đuối nhá, hơi đuối. Thì đây là một trong dòng đẩy bãi mà hàng tiếng rất là hay. Thì trong clip này thì cửa hàng test cũng như là báo giá toàn thể quý khán giả thì chúng ta nắm được con đẩy này 6 triệu nhá, tiếng rất là hay. Hiện tại đang test với những dòng loa bãi xịn của Mỹ, JBL JRX112M nhá, bass 30. Con đẩy này thì các bác có thể sử dụng hai đôi loa 30 thoải mái nhé, hai đôi 30 chơi thoải mái. Cái dòng này thì nó lại hay cái là ưu điểm là đánh càng nóng càng hay, và những cái dòng giò than ấy nếu đánh lâu ấy, thì nó sẽ bị méo tiếng, nhưng mà dòng này đánh càng nóng càng hay nhé, tiếng rất là chi tiết và hay ngọt ngào, các bài âm thanh lên rất là đều luôn nhé. Đấy, rất là đều luôn, và cái đẩy rất đẹp luôn. Thì với cái giá thành của nó là 6 triệu ấy nhé, thì em báo giá toàn thể khán giả cũng nắm được, theo dõi kênh để các bác mua hàng có dễ. Tiếng rất là hay. Đấy, cái đôi loa này thì giá là 12 triệu này. Đấy, và anh em thì chuyên những dòng loa JBL JRX112 115 ấy nhé, tiếng rất là hay. Hay con đẩy này thì tín hiệu ra loa của nó bằng jack music, còn tín hiệu vào đây thì nó sử dụng bằng Canon ấy nhé, có đường link đầy đủ và có cắt cốt ở sau này, máy móc cũng cực kỳ là đẹp luôn, giá là 6 triệu nhé. Các bác đặt hàng thì gọi cho cửa hàng, số máy cửa hàng là 0385 5-2-1-8 nhé, 0385 5-2-1-8. Số điện thoại em sẽ để trên tiêu đề, các bác có thể xem ở trên tiêu đề. Ok bác nhé. Xin chào bác ạ.